Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thủ tục xin xác nhận thông tin cư trú CT07 qua cổng dịch vụ công quốc gia. Để xác nhận thông tin cư trú, thứ nhất bạn cần phải có tài khoản dịch vụ công quốc gia. Nếu bạn chưa biết cách đăng ký, có thể xem video trên kênh của mình để thực hiện. Thứ hai bạn cần viết tờ khai thông tin cư trú CT01. Nếu chưa biết cách viết bạn có thể xem video hướng dẫn cách viết mẫu CT01 trên kênh của mình. Chú ý, phân nội dung đề nghị bạn cần ghi rõ, xác nhận thông tin về cư trú, những thành viên thay đổi trong hộ gia đình. Nếu xác nhận cho cả hộ thì điền đầy đủ thông tin những người trong hộ theo mẫu. Trường hợp bạn không biết thông tin của những người trong hộ, bạn có thể xem trên ứng dụng VNeID khi đã đăng ký định danh điện tử mức 2, trong mục ví giấy tờ chọn thông tin cư trú. Ở đây bạn có thể xem toàn bộ thông tin những thành viên trong hộ. Sau đó bạn vào https://dichvucong.gov.vn và thực hiện đăng nhập. Bấm vào dịch vụ công trực tuyến, phần bộ, ngành, chọn, Bộ Công an. Sau đó bấm vào tìm kiếm để đi đến cửa sổ, dịch vụ công trực tuyến Bộ Công an. Trong mục này ta chọn, xác nhận thông tin cư trú, chọn nộp trực tuyến. Để đi đến cửa sổ, hồ sơ xác nhận thông tin cư trú. Trong mục này chúng ta chọn cơ quan công an tiếp nhận là nơi mình sinh sống gần nhất. Chú ý, chúng ta có thể đến cơ quan công an bất kỳ nơi mình sinh sống, đều có thể yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú đều được, không cần thiết phải về nơi đăng ký thường trú. Phần thủ tục yêu cầu có hai trường hợp để chọn, cấp cho nhân khẩu thường trú trên địa bàn quản lý, cấp cho nhân khẩu thường trú khác địa bàn quản lý. Phần thông tin người đề nghị xác nhận thông tin về cư trú có hai trường hợp, người khai thông tin là người xác nhận thông tin. Trường hợp này chúng ta không cần nhập thông tin, hệ thống tự động nhập thông tin chúng ta. Khai hộ, trong phần này chúng ta điền đầy đủ thông tin như trên căn cước công dân. Chú ý, phần những thành viên trong hộ cùng thay đổi. Phần này nếu xác nhận cho một người thì không cần nhập, nếu xác nhận cả hộ thì điền đầy đủ thông tin từng thành viên trong hộ. Phần hồ sơ đính kèm, chúng ta tải file ảnh chụp CT01 đã viết. Phần thông tin nhận thông báo, hình thức nhận kết quả ta chọn, nhận trực tiếp, chọn vào phần. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên. Hoàn thành các bước ta chọn, ghi và gửi hồ sơ. Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú cấp xác nhận thông tin về cư trú cho công dân trong thời hạn không một ngày làm việc nếu thông tin của công dân đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không 3 ngày làm việc nếu cần xác minh thông tin. Vậy mình đã hướng dẫn các bạn làm thủ tục xác nhận thông tin cư trú qua dịch vụ công quốc gia. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đăng ký kênh để xem được nhiều video của mình về dịch vụ công quốc gia.